hai xe mang biển số từ Q8, chiếc không ra bán là xe xịn. Kết quả giám định của công an cho thấy số khung số máy của chiếc xe Honda Super Dream được người dân sử dụng ở Hà Tĩnh còn nguyên thủy, không phát hiện tẩy xóa, sửa chữa. Ngày 10 tháng 8, các đơn vị thuộc công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ hai chiếc xe Honda Super Dream cùng mang biển số 38F8-8888. Trong đó, một chiếc xe được anh Lê Huy Đức, trú tại thành phố Hà Tĩnh, đăng tải công khai trên mạng xã hội ra bán với giá hơn 280 triệu đồng. Một chiếc đứng tên trong hồ sơ đăng ký xe là ông Hà Huy Khang, trú tại huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, của một gia đình ở Hà Tĩnh sử dụng từ năm 2008 đến nay. Theo thông báo kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật Hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh, chiếc xe do ông Khang đứng tên trong hồ sơ đang được người dân sử dụng thì số khung, số máy xe còn nguyên thủy, không phát hiện tẩy xóa, sửa chữa. Đối với chiếc xe mà anh Lê Huy Đức đứng tên trong giấy đăng ký xe giao bán thì Công an thành phố Hà Tĩnh đang tiếp tục làm rõ. Theo cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Hà Tĩnh, chiều ngày 9 tháng 8, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã có buổi làm việc để điều tra làm rõ vụ hai người nhận là chủ xe Honda Super Dream mang biển số 38F8-4Q8. Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, chủ trì buổi làm việc. Báo cáo tại buổi làm việc, Thượng tá Phan Hồng Thái, Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho hay, vào khoảng tháng 7, anh Lê Huy Đức đăng tải công khai trên mạng giao bán chiếc Honda Super Dream đời 2003, biển số 38F8-4Q8 với giá 288 triệu đồng và được nhiều người quan tâm. Mới đây, anh NXT làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh đăng tải thông tin cho rằng bản thân anh mới chính là chủ sở hữu biển số 38F8-4Q8. Để khẳng định, anh T gửi thêm hình ảnh chiếc xe Dream biển số 38F8-4Q8 đang được người thân sử dụng và phiếu trả lời xác minh phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do Công an huyện Can Lộc cấp vào tháng 3 năm 2014. Trong này thể hiện chủ xe đăng ký lần đầu là một người ở huyện Cẩm Xuyên vào năm 2003. Tại buổi làm việc, Đại tá Đặng Hoài Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu làm rõ một số nội dung liên quan đến việc đăng ký xe Honda Super Dream biển số 38F8-4Q8. Liên quan đến sự việc này, lãnh đạo Công an thành phố Hà Tĩnh đã tiếp nhận thông tin trên. Hiện cơ quan công an đang điều tra và sẽ mời một số bên liên quan lên làm việc để xác minh làm rõ.